Vâng, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chiếc loa hài hước và phức tạp nhất thế giới. Đó, ngoài những cái sự phức tạp và hài hước đó thì nó có những cái tính năng rất là đặc biệt mà những dòng loa kéo bình thường không có được. Đó, và video này là video đầu tiên trên YouTube giới thiệu về dòng loa cũng như là review về dòng loa Temasek QX1010 nhé. Vâng, và bắt đầu. Đây là dòng thật của mình nhé. 1 2 3 4. Nam thần mô thị. 1 2 3 4. Nữ thần mô thị. 1 2 3 4. Nguyên thủy mô thị. Tam vị cao ni sa ta. B. Thứ ba là giọng của một cô gái, thứ tư là giọng của một người đàn ông già. Yeah. Ok. Còn đây là những cái đây là những hiệu ứng khi chúng ta livestream mọi người nhé. Và điểm đặc biệt hồi nãy mình giới thiệu cho mọi người đó là khi dòng loa này có thể livestream được. Đó. Bình thường thì chúng ta hát karaoke như vậy thì nó sẽ có những tập âm bên ngoài. Nó bởi vì chúng ta thu bằng điện thoại, nhưng mà khi chúng ta livestream thì đó thì nó sẽ thu được cái chất âm của cái micro này tốt hơn. Thứ nhất là cái chất âm tốt hơn, thứ hai là cái tiếng của nhạc nó rõ hơn, nó không bị lẫn tạp âm, và thứ ba là trong đây nó tích hợp một cái bộ sao cạc để nó chỉnh cái giọng chúng ta ngân nga và giống ca sĩ hơn chút đó mọi người. Thì tí mình sẽ test trực tiếp cho mọi người xem nha. Đầu tiên và phần đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với review về ngoại hình chiếc loa nha. Đây chiếc loa này, màu này gỗ này. Ở đây mặt lưới trước nó có một cái lớp đệm đây. Đây là hãng Temasek, model là QX1070. Đó, và mọi người thấy chiếc loa này phức tạp không ạ? Cái này là nghiên cứu gắn hồi nó được như vậy mọi người nè. Mọi người lưu ý nha, những chỗ này nó hơi yếu nên chúng ta làm đúng cách thì nó giá đỡ cho nhau, thì nó sẽ rất là tốt như thế này để chúng ta vừa có thể hát livestream. Đây là chiếc điện thoại của chúng ta. Chiếc điện thoại phát nhạc. Đó, chiếc điện thoại phát nhạc thì đây là nguyên bộ rồi nha. Đây chiếc điện thoại phát nhạc sẽ truyền âm thanh vào đây, và đây là một cái dây để nó gắn vào cái điện thoại này. Điện thoại này là chúng ta livestream trên Facebook hoặc trên YouTube mọi người nè. Đó, chúng ta livestream nhìn ở đây thì nó sẽ thấy chúng ta ở đây. Đó, rồi ở đây là những cái ở đây thì loa có chế độ điện trực tiếp mọi người nhé. Để chúng ta đi vào bảng mạch nha, có chế độ điện trực tiếp nè. Ở đây là này mình không biết luôn, cái này là nó thu âm vô cái này mọi người nè, monitor nè. Đó, vì chúng ta thu thì nó không có tiếng của chúng ta, mở nhạc chúng ta không có tiếng mà nó thu vô đây. Đó, ACO này là cái dây này mọi người nè. Đó, là chúng ta truyền từ cái điện thoại. Chữ ACO nè, mọi người để ý cái điện thoại nè. Phát nhạc từ đây vô cái điện thoại đây. Còn LINE á, là nó truyền từ âm thanh từ cái loa này vào cái điện thoại này để chúng ta livestream chức âm tốt hơn nhé. Rồi, các nút chỉnh là volume, bass, treble, echo và volume micro. Có thể đọc được thẻ nhớ, USB. Có thể xài được Bluetooth mọi người nhé. Chuyển qua Bluetooth đây. USB thẻ nhớ Bluetooth. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mình test thử nhé. Mình đây là quay thực tế nha, thu thực tế. Còn bây giờ mình sẽ chúng ta vừa coi sẽ thu thực tế mà chúng ta vừa nghe được khi mình thu qua cái này thì nó sẽ như thế nào rồi nhé. Bắt đầu nha, mình sẽ hát bài Tình yêu nha. Chúng mình sẵn đây mọi người đỡ tốn thời gian. Rồi. Alo. Cô yêu nào đẹp hơn ngày đôi ta ban đầu? Cô đơn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Cô yêu nào buồn hơn bờ mi em tuôn dầu? Cô đắng cay nào bằng em vội vàng qua? Người đàn ông đã đi bên em là người như thế nào? Ok, nãy giờ là mọi người nghe được cái tiếng bằng cái loa nè khi chúng ta hát cái đầu tiên bình thường nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái điện thoại mình đã thu được cái tiếng âm như thế nào nhé. Bắt đầu, mọi người đeo tai nghe vào nhé. Vâng, mình quên mọi người,
mình quên là chiếc điện thoại này hồi nãy mình vừa quay nè. Đó, vừa quay vô đây đúng không? Hồi nãy mình quay vô đây. Và nó có thể truyền lại âm thanh đây để mình phát ra đây để mọi người nghe thử nhé. Khỏi cần mọi người xem như kia luôn, để mất công chúng ta nha. Đây. Nắng hứng ngày mình xa nhau, có kia nào buồn hơn mà mi em tuôn sầu. Có đắng cay ngần bằng em vội vàng qua. Thực tế của nhiều mẫu loa luôn, mọi người có thể đến địa chỉ là số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Tất cả mọi thông tin mọi người có thể xem ở phần mô tả bên dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.